Hyundai IONIQ 5 N là mẫu ô tô điện hiệu suất cao đã lần đầu tiên ra mắt ở thị trường Hàn Quốc vào hồi tháng 7 năm nay. Đến giữa tháng 12, phiên bản hiệu suất cao của Hyundai IONIQ 5 đã bất ngờ xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Đáng tiếc là chiếc Hyundai IONIQ 5 N này chỉ được trưng bày tại Thái Lan và chưa bán ra. Thái Lan hiện là thị trường ưa chuộng ô tô điện hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Do đó, không có gì ngạc nhiên nếu Hyundai chọn xứ sở chùa vàng làm điểm hạ cánh đầu tiên của ion iq5n. Chiếc Hyundai ion iq5n được trưng bày tại Thái Lan sở hữu tay lái nghịch. Ngoài ra, xe còn được sơn màu xanh đặc trưng của thương hiệu N thuộc tập đoàn Hyundai. Bên cạnh Performance Blue, mẫu ô tô điện hiệu suất cao này có 9 màu sắc khác ấn tượng không kém, là xám nhám, xanh nhám, đen, xám, xám Ecotronic Ray, trắng nhám, trắng, vàng kim nhám và cam. Không chỉ màu sơn, ION iQ5N còn sở hữu ngoại hình thể thao hơn bản thường. Để làm được điều đó, các kỹ sư của hãng Hyundai đã bổ sung hốc gió trung tâm nổi bật hơn và khe gió cỡ lớn trên cản trước để tăng hiệu suất làm mát. Tiếp theo là nẹp vắt ngang đầu xe với những khe nằm dọc mới và logo N cạnh đèn pha. Chưa hết, ION iQ5N còn được trang bị cánh lướt gió trước trên bên sườn mới, cánh gió mũi tích hợp đèn phanh thứ ba hình tam giác theo phong cách xe đua, bộ khoách tán gió hầm hố hơn và đèn phản quang với tạo hình bàn cờ vua những chi tiết màu đen bóng và màu cam cũng tăng thêm sức hút cho mẫu xe điện đến từ Hàn Quốc. Hốc bánh của mẫu xe này đã được mở rộng để phù hợp với bộ vành hợp kim nhôm có đường kính 21 in và lốp Pirelli P0. Đi kèm với đó là phanh đĩa trước đường kính 400 mm và cùng phanh 4 piston. Phía sau là phanh đĩa 360 mm với cùng phanh 1 piston. Sự thay đổi ở hốc bánh khiến Ion EQ5N rộng hơn 50 mm so với bản thường, đạt 1940 mm bộ khoách tán gió sau làm chiều dài của xe tăng 80mm lên 4 4715mm, trong khi chiều cao lại giảm 20mm xuống còn 1 1585mm. Riêng chiều dài cơ sở của xe vẫn giữ nguyên ở mức 000 mm Tương tự ngoại thất, nội thất cũng được cải tiến và đậm chất thể thao hơn. Tại đây, xe được trang bị vô lăng mới với logo N và các nút bấm để chọn chế độ lái, cũng như kích hoạt tính năng N Green Boot. Trên vô lăng còn có hai nút bấm với logo N cũng như lẫy chuyển số để dùng tính năng xăng số NSC và chế độ vận hành một bàn đạp Ampere. Cần số điện tử được bố trí sau vô lăng. Những thay đổi tiếp theo của mẫu xe này nằm ở cụm điều khiển trung tâm. Ghế trước ôm sát thân người ngồi và thấp hơn 20mm so với bản thường. Ốp bậc cửa. Cả bàn đạp ốp kim loại và ốp bậc cửa đều có họa tiết bàn cờ. Màn hình cỡ lớn đặt nổi trên mặt táp lô. Cổng USB Type-C, sạc điện thoại không dây. Và cửa sổ trời toàn cảnh cũng xuất hiện trong xe. Trái tim là hai mô tơ điện có công suất tổng cộng 600 mã lực và mô men xoắn cực đại 740 Nm. So với bản cao cấp nhất của Ion EQ5 thông thường, mẫu ô tô điện này mạnh hơn 298 mã lực và 135 Nm. Bên cạnh đó là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AVKD và hệ thống NSC giả lập hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Khi tính năng Engrim Boot được kích hoạt, xe sẽ tạm thời tăng sức mạnh lên 641 mã lực. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km h trong 3.4 giây, và đạt vận tốc tối đa 260 km h Hyundai Ioniq EQ 5 n dùng pin lithium ion 84 kW, với thời gian tăng dung lượng pin từ 10 đến 80% bằng bộ sạc nhanh 180 kW là 18 phút. Sau khi sạc đẩy pin, xe có thể hoàn thành quãng đường 435 km. Tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai Ioniq EQ 5 n có giá khởi điểm từ 1 tỷ rưỡi tại Việt Nam, Hyundai ioniq 5 đang được lắp ráp và phân phối chính hãng với hai phiên bản cùng giá bán từ 1 tỷ 3 đến 1 tỷ 450 triệu.